kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 29 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống với bản chất là lạnh và khô, nên mấy ngày gần đây thì nhiệt độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ giảm đi đáng kể, nhưng trời phổ biến là không mưa. Dự báo trong đêm nay trời không mưa và rét vào thời điểm về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 15 đến 19 độ ở vùng Trung Du và Đồng Bằng. Còn khu vực vùng núi thì mức nhiệt thấp hơn từ 1 cho đến 3 độ. Những nơi có địa hình núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, trời rét buốt với nhiệt độ có thể giảm xuống đến mức là 10 độ. Ngày mai thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều dao động trong khoảng từ 21 cho đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La thì nhiệt độ vẫn đạt ngưỡng là từ 26 đến 28 độ. Đới gió Đông Bắc ở rìa phía Nam khối không khí lạnh kết hợp với địa hình chắn gió của dải Trường Sơn cũng tác động đến các tỉnh duyên hải miền Trung. Cùng với đó là gió đông trên cao hoạt động yếu nên trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa dông với lượng khá lớn. Trong khi đó thì hai tỉnh là Thanh Hóa và Nghệ An trời khô ráo và rét về đêm và sáng, còn hai tỉnh ở xa phía Nam là tại Ninh Thuận và Bình Thuận trời ít mưa và có nắng. Ở phía Nam thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai, thời tiết chưa có sự biến đổi đáng kể, trời vẫn ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa cục bộ trong thời đoạn ngắn nên lượng mưa không nhiều. Còn trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ thì ngày nắng nhiều, nhiệt độ ở mức là từ 31 đến 34 độ, riêng ở miền Đông Nam Bộ có nơi trên 34 độ. Thưa bà con, thì hiện nay với nhu cầu thịt bò trên thị trường ngày càng tăng, thì việc chăm sóc vỗ béo đàn bò thịt trước khi giết mổ là hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thịt bò. Khi vỗ béo bò thì bà con cần lưu ý trong khẩu phần thức ăn vỗ béo cho bò phải đảm bảo dầu đạm và nhiều sắt. Khẩu phần thức ăn có nhiều bột bắp thì mỡ bò sẽ vàng, thịt thơm ngon, và khẩu phần thức ăn có tỷ lệ các phụ phẩm công nghiệp thì thịt bò sẽ có thớ lớn và nhiều mỡ dắt, mỡ giữa các lớp thịt. Thời gian nuôi bò vỗ béo cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phẩm chất thịt. Thời gian nuôi bò vỗ béo tốt nhất sẽ là từ 50 đến 60 ngày. Nguồn thức ăn thô xanh chủ yếu của bò là cỏ tươi, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn xanh thô và củ quả. Thức ăn tinh cho bò vỗ béo gồm các loại như là cám gạo, bột mì, cám bắp, cám hỗn hợp, bã khô dầu, bã đậu. Lượng thức ăn tinh của mỗi con bò sẽ là khoảng 5 kg cho một ngày, thường cho ăn vào buổi sáng. Tùy theo từng giai đoạn, nếu là bò cái đang có chửa hoặc là cho con bú thì nên bổ sung thêm từ 30 đến 40 g bột xương. Tuy nhiên thì trong quá trình nuôi bò vỗ béo thì bà con cũng nên lưu ý đến phương pháp cho ăn. Lúc đầu thì bà con nên cho bò ăn nhiều thức ăn thô xanh, ít thức ăn tinh để bò làm quen với khẩu phần năng lượng cao. Một điều nữa mà người nuôi bò cần lưu ý đó là thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống để đảm bảo sức khỏe cho bò. Vệ sinh chuồng trại là việc nên làm vào mỗi buổi sáng sớm, vì ngoài việc đảm bảo cho chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, thì vệ sinh chuồng trại chính là biện pháp giúp phòng tránh bệnh cho bò. Bên cạnh đó, thì trong phòng bệnh cho bò, bà con cũng cần lưu ý làm lưới che bao quanh chuồng để hạn chế ruồi muỗi, đồng thời bà con cần tiêm phòng cho bò đúng quy định. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, phổ biến là không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc sẽ là từ 26 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, phổ biến là không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nền nhiệt thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 21 cho đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ở phía Nam có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, cao nhất là từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, riêng ở tại Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông ở vài nơi, nền nhiệt thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam là từ 24 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ, phía Nam là 28 đến 31 độ. Ở Tây Nguyên có mưa ở vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ,
mây thay đổi có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt thấp nhất từ 23 đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.